Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay là ngày rất là đặc biệt. This is a very special day that we can celebrate Jesus' resurrection. Ngày chúng ta kỷ niệm ngày Chúa Giêsu phục sinh. Mới hôm thứ sáu vừa rồi thì chúng ta kỷ niệm ngày Chúa chịu chết. Và như tôi đã chia sẻ buổi sáng hôm nay, điều đặc biệt từ nơi Chúa của chúng ta đó là Ngài không thể chỉ chết mà làm như người bám hổ, nhưng ngày đến thứ ba ngày đã sống lại. Đó là điều đặc biệt hơn tất cả các vị giáo chủ trên thế giới này. Amen. The uniqueness of Jesus Christ was Jesus was not buried, but he rose again on the third day. Và mỗi một chúng ta tin Chúa, chúng ta có hy vọng. We have hope in Jesus Christ. Và hy vọng đó là gì? Chúng ta sẽ sống đời đời với Chúa mãi mãi. Amen. Vì nếu Chúa của chúng ta chết thì chúng ta cũng sẽ chết với Chúa mà chúng ta thờ. Nhưng nếu của Chúa của chúng ta sống lại thì chúng ta cũng sẽ sống lại cùng với Ngài và sống mãi mãi. Our hope is that we can live with Him forever because He rose again from the dead. Và tối ngày nay tôi muốn chia sẻ với ông bà chị em về một câu chuyện mà Chúa Jesus đã kiên sống lại trong sách Giăng đoạn 11. Can you open the book of John chapter 11? The story how Jesus rose, make a man to come back to life. Giăng đoạn 11. John chapter 11. Vừa rồi thứ sáu vừa rồi quý vị nghe tôi giảng về sứ điệp về Marie là người đã sức giàu thêm hơn Chúa, quý vị có nhớ không? À rồi, bây giờ là câu chuyện của anh trai Marie. À, để chúng ta xem. Có một người bị bệnh tên là Lazarus ở Bethany, làng của Marie và Martha chị này. Mary này là người đã sức dầu cho Chúa và lấy tóc nàng lau chân Ngài. Lazarus anh nàng bị bệnh. Hai chị em nhờ người đến với Ngài và thưa: Lạy Chúa này, người Ngài mến thương đang bệnh. Thì Đức Chúa Giêsu nghe vậy, Ngài nói: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời để qua đó con Đức Chúa Trời được tôn vinh. Đức Chúa Giêsu yêu thương Martha em gái nàng và Lazarus. Tuy nhiên khi nghe tin Lazarus bị bệnh, Ngài vẫn ở nơi Ngài đang ở thêm 2 ngày nữa. Sau đó Ngài nói với các môn đồ: Chúng ta hãy trở lại Giu-đê. Các môn đồ nói với Ngài: Thưa Thầy, người Do Thái mới tìm cách ném đá Thầy ở đó mà Thầy còn muốn trở lại đó sao? Đức Chúa Giêsu đáp: Ban ngày chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi giữa ban ngày, người ấy sẽ không vấp, vì nhờ ánh sáng mặt trời người ấy trông thấy sự vật. Nhưng nếu ai đi trong ban đêm, người ấy có thể vấp vì không có ánh sáng cho mình. Nói như vậy xong, Ngài phán với họ: Lazarus, bạn chúng ta đang ngủ, ta phải đi để đánh thức anh ấy dậy. Các môn đồ nói với Ngài: Lạy Chúa, nếu anh ấy ngủ, anh ấy sẽ được khỏe lại. Nhưng Đức Chúa Giêsu nói về cái chết của Lazarus mà họ lại tưởng Ngài nói về giấc ngủ thường. Vì thế Đức Chúa Giêsu nói rõ với họ: Lazarus đã chết rồi. Ta mừng cho các ngươi vì ta không có mặt ở đó để các ngươi có thể tin. Bây giờ chúng ta hãy đến thăm anh ấy. Thomas, người được gọi là con sinh đôi, nói với bạn cùng làm môn đồ với ông: Chúng ta hãy đến đó để chết chung với Thầy. Khi Đức Chúa Giêsu đến nơi, Ngài biết Lazarus đã được chôn trong mộ 4 ngày rồi, và làng Bethany ở gần thành Jerusalem chỉ cách chừng 3 cây số. Có nhiều người Do Thái đến thăm Marie, Martha để an ủi họ về việc của anh họ qua đời. Khi nghe tin Đức Chúa Giêsu đến, Martha đi ra gặp Ngài, nhưng Marie còn ở trong nhà. Martha nói với Đức Chúa Giêsu: Lạy Chúa, nếu Ngài có ở đây thì anh con không chết. Nhưng con biết ngay bây giờ nếu Ngài xin Đức Chúa Trời bất cứ điều gì, Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài. Đức Chúa Giêsu nói với nàng: Anh ngươi sẽ sống lại. Martha thưa với Ngài: Con biết anh ấy sẽ sống lại trong cuộc phục sinh vào ngày cuối cùng. Đức Chúa Giêsu nói với nàng: Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin ta sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai đang sống mà tin ta sẽ không bao giờ chết. Người tin điều đó không?
Nàng trả lời rằng: Lạy Chúa, có con tin rằng Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, Đấng phải đến thế gian. Ma-thê nói xong, nàng đi về và nói riêng với Mary em nàng: Thầy đang ở đây và gọi em. Khi nghe vậy, nàng vội vàng đứng dậy và đến gặp Ngài. Lúc ấy Đức Chúa Giêsu chưa vào trong làng, nhưng Ngài còn ở tại nơi đang gặp Ma-thê. Những người Do Thái đang ở trong nhà để an ủi Mary thấy nàng đứng dậy và vội vã ra đi, họ đi theo nàng. Họ tưởng nàng muốn đến mộ để khóc. Mary đến nơi Đức Chúa Giêsu đang đứng, vừa khi thấy Ngài, nàng phủ phục nơi chân Ngài và nói: Lạy Chúa, nếu Ngài có ở đây, anh con đã không chết. Đức Chúa Giêsu thấy nàng khóc, những người Do Thái đi với nàng khóc, Ngài bồi hồi xúc động và hỏi rằng: Các ngươi chôn anh ấy ở đâu? Họ trả lời rằng: Lạy Chúa, xin Ngài đến xem. Đức Chúa Giêsu khóc. Người Do Thái nói với nhau: Xem kìa, Ngài yêu mến ông ấy biết bao. Nhưng một vài người trong họ nói: Ngài đã mở mắt cho người mù thấy được, lại không thể làm cho người này khỏi chết sao? Đức Chúa Giêsu lại xúc động trong lòng. Ngài bước đến phần mộ, và phần mộ là một cái hang và có một tảng đá nằm chắn ở cửa hang. Đức Chúa Giêsu phán: Hãy lăn tảng ấy đi. Ma-thê em gái người chết thưa với Ngài: Lạy Chúa, anh ấy đã có mùi vì anh ấy đã chết 4 ngày rồi. Đức Chúa Giêsu nói với nàng: Ta há chẳng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin, ngươi sẽ thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn tảng đá ra. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha vì Cha nhận lời con, dù con biết Cha luôn nhận lời con. Nhưng con nói ra những như vậy để đám đông đứng quanh đây tin rằng chính Cha đã sai con. Sau khi nói như thế, Ngài kêu lớn tiếng: Hỡi La-sa-rơ, hãy ra. Người chết bước ra, tay chân còn quấn vải niệm và mặt vẫn còn phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán: Hãy gỡ ra để anh ấy đi. This is an amazing story recorded in the Bible. And it is not the only story that Jesus raised somebody from the dead. Đây không phải là câu chuyện duy nhất mà Chúa Giêsu gọi người chết sống lại. Đây là một trong những câu chuyện Chúa Giêsu gọi người chết sống lại. Và Chúa Giêsu khiến cho người chết này sống lại, mục đích để làm gì? Ngài nói ở trong câu số 42 rằng: Để chúng tin rằng Cha đã sai con. Jesus rose. Many dead people come back to life because he want to testify and manifest God's power and to prove that he was sent by God himself. Thế là thấy rằng khi mà nghe tin Lazarus bị bệnh thì Chúa Giêsu không đến. Chúa Giêsu không đến bởi vì không phải là Ngài không biết cách để làm thế nào. Ngài muốn là người này phải chết hẳn đi để Ngài khiến nó sống lại. Để chúng ta so sánh giữa việc chữa lành cho một người bệnh và khiến cho một người chết sống lại thì cái nào vinh quang lớn hơn? Comparing between healing a sick and raising a person from death, which one is more favorable before God? Khiến cho một người từ kẻ chết sống lại thì vinh quang hơn là chữa lành cho một người bệnh. Amen. Chúa Giêsu chậm trễ, và cái sự chậm trễ của Ngài, các môn đồ lại tưởng là dường như là Chúa không hiểu, chúng ta là họ không hiểu tại sao Chúa lại chậm trễ như vậy. Và khi những người chị em này được sai đến để xin sự giúp đỡ từ Chúa Giêsu thì họ rất là sốt ruột, nóng lòng. Để quý vị hãy tưởng tượng đấy là người nhà của mình xem. Mà mối quan hệ của Chúa Giêsu với gia đình này là mối quan hệ gì ạ? Mối quan hệ rất là mật thiết. Kinh Thánh nói Chúa Giêsu yêu Lazarus và các em rồi. The relationship between Jesus and this family was very close. Và Chúa Giêsu đã tôn trọng gia đình này, yêu mến gia đình này. Chúng ta nhớ câu chuyện Mary sức đầu theo với Chúa Giêsu. Cái tấm lòng của Mary và cái tình cảm của Mary dành cho Chúa Giêsu là rất lớn. Và tình yêu thương mà Chúa Giêsu dành cho gia đình này cũng rất lớn. Cho nên Ngài muốn bày tỏ cái ân điển trên gia đình này, và đồng thời nhân cái dịp đó thì Ngài bày tỏ cái vinh quang, và để khiến cho mọi người Do Thái biết rằng là Ngài do chính Đức Chúa Trời sáng lập. Và chúng ta thấy là những người thân ở trong gia đình của Lazarus sao? Bối rối, lo lắng. Và đến người đọc gặp Chúa: Chúa, nếu Chúa đến sớm hơn tí nữa thì anh tôi đã không chết rồi. And his sister said it, if you could have come earlier, my brother wouldn't have died. Nhưng mà Chúa Giêsu không phải là không biết việc Ngài đang làm. Ngài cố tình Ngài đến muộn để Ngài bày tỏ vinh quang của Ngài lớn hơn. Và Chúa Giêsu nói này: Nếu ngươi tin,
Đức Chúa Giêsu nói rằng ta là sự sống lại và sự sống, ai tin ta sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai đang sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Mới tin điều đó chăng? In verse 24 and 29, Jesus said, I am the life and the resurrection. If you believe in me, you will live, even though you have already been dead. Là một người đã chết rồi cũng có thể sống lại trong cái nhìn của Chúa Giêsu. Và em gái của Nazare lại nghĩ rằng là Chúa Giêsu đang nói về sự sống ở đời sau. Và nói, Chúa ơi, con biết rằng là đến ngày sau rốt là anh con sẽ được sống lại, nhưng mà con không muốn là chờ đến tận những ngày sau rốt đó, nhưng mà con muốn là nhìn đến thân thể của anh trai con được sống lại. Có thể là lúc này Lazarus là độ tuổi rất trẻ. Probably Lazarus was in his early age of life. Cho nên là những người chị em không muốn cho về anh trai của mình chết sớm quá. Có thể bị bệnh hoặc là một cái tai nạn nào đó mà người anh này đã chết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái bệnh này ấy, nó đã dẫn đến một cái kết quả là không cứu chữa được. Và tôi muốn cho ông bà anh chị em chúng ta chú ý tới cái lời Chúa Giêsu nói này, ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi, còn ai đang sống mà tin ta sẽ không bao giờ chết. And these two verses I want you to pay attention to it. Chúa Giêsu Christ, bản chất của Ngài là gì? What is the nature of Jesus Christ? Bản chất của Chúa Giêsu là gì? Là sự sống. Life, right? The nature of Jesus was life. Nếu như bản chất của Ngài là sự sống thì sự chết đương nhiên không có thể nào mà kiểm soát được Ngài. Đúng như lời Ngài nói, sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Có phải không, bà chị em? Sau 3 ngày Chúa Giêsu sống lại. Và ngày hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm ngày Chúa sống lại. Thì khi một người tin vào Chúa Giêsu đấy, thì người đó được gắn vào với Chúa Giêsu Christ. Và khi gắn vào với Chúa Giêsu Christ, được kết nối với Chúa Giêsu Christ là kết nối với cái gì? Sự sống. Kết nối với sự sống. Because the nature of Jesus is life. So when one person attaches himself with Jesus, he attaches himself with life. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh trong sách Giăng là Chúa nói Đức Chúa Trời yêu thương con người đến nỗi ban cho con người Chúa Giêsu để ai tin con ấy không bị hư mất mà được. In John 3:16 say that God give the eternal life for those who believe in him. Như vậy khi chúng ta tin vào Ngài, chúng ta hiểu cái từ tin đây này. Tin không phải là tin có Chúa đang tồn tại, mà tin đây là gì? Kết nối trở thành một với Ngài. Linh hồn của chúng ta gắn với Chúa Giêsu, chúng ta trở thành một trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu trở thành một đối với chúng ta. Nói cách khác, chúng ta thuộc về Ngài và Ngài thuộc về chúng ta. Như quý vị nào đã làm lễ báp têm, báp têm thì dành cho ai? Dành cho những người tin vào Chúa Giêsu. Baptism is for those who believe in Jesus Christ. Và phép báp têm nghĩa là gì? Báp têm á, đồng chết đồng chôn, đúng không? Cái ý nghĩa của phép báp têm nó rất là dễ hiểu. Đó là cái từ người ta dùng cho việc nhuộm quần áo. That is the word the people use to dye the clothes. Khi mà người ta nhuộm quần áo muốn nó chuyển thành màu trắng, thành màu đỏ, màu hồng ấy, thì người ta bóc tem cho nó vào cái màu đấy. Và khi nhấc quần áo ra thì nó trở thành cái màu, ở cái màu nước đấy. So when they dye the clothes into the chemical, so the clothes, the garment becomes, the color becomes the color of the water. So that is the picture of baptism. Có nghĩa rằng là khi chúng ta được bắp tem trong Chúa Giêsu thì chúng ta được trở thành một với Chúa Giêsu. Đúng không? Khi một người bắp tem cái quần áo thì cái vải cũ nó không còn là nó nữa, mà nó trở thành cái màu của vải mới. Khi chúng ta bắp tem trong Chúa Giêsu thì chúng ta cái cũ không còn nữa, mà chúng ta hoàn toàn mang lấy trong mình cái mới, mặc lấy cái mới. Tức là chúng ta với Chúa Giêsu là một. Khi Đức Chúa Trời nhìn chúng ta thì Ngài không nhìn chúng ta là con người như cũ nữa, nhưng mà Ngài nhìn chúng ta ở trong Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu. Và bản chất của Chúa Giêsu là sự sống, cho nên khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu chúng ta có sự sống. Chúng ta thấy không? Chúa Giêsu nói là ta là sự sống lại và sự sống mà.
Nên những người nào mà có thể nhận được sự sống của Chúa Giêsu là những người có đức tin. Khi chúng ta có đức tin ấy, thì linh của chúng ta, tâm linh của chúng ta kết nối với Chúa Giêsu Christ để nhận cái sự sống mãi mãi trên này. Đó là lý do tại sao thân xác chúng ta sẽ tan ra bụi đất nhưng mà linh hồn chúng ta sẽ sống mãi mãi. Amen. So when we have faith in Jesus Christ, there's a connection between our own human spirit and Jesus Christ. So the life of Jesus flow into us. That's why we have eternal life spiritually. Cho nên sự chết không cầm được Chúa Giêsu thì sự chết cũng không cầm được mỗi chúng ta. Chúng ta còn hy vọng ở trong Chúa Giêsu Christ. Ai ở trong Chúa Giêsu Christ đó là người được sống mãi mãi ở phần linh hồn. Đương nhiên thân thể chúng ta sẽ tan ra bụi đất thôi, nhưng mà linh hồn chúng ta sẽ sống mãi mãi. Chúng ta không tin Chúa để chết nhưng mà chúng ta tin Chúa để sống. We don't believe in Jesus to die, but we believe in Jesus to live and live until eternity. Vì bản chất trong Chúa Giêsu là sự sống, cho nên khi chúng ta tin Chúa Giêsu là chúng ta có sự sống. Thế còn trong trường hợp của Lazarơ, khi Chúa khiến Lazarơ sống lại thì sao? Thực ra ông đã có sự sống đời đời ở trong mình. Cả Lazarơ, Mary và Martha, these three people in this family have eternal life because they have faith in Jesus. Tại sao? Bởi vì ba người này cùng có đức tin nơi Chúa Giêsu. Chúa có thể khiến cho Lazarơ sống lại nhưng mà sống được 30 năm rồi cũng sẽ chết. Lazarơ có sống đến tận bây giờ rồi không? Lazarơ sống một ít năm rồi cũng chết như bao nhiêu người khác. Nhưng mà cái sự sống mà Lazarơ và hai người chị em của Lazarơ nhận được đó là sự sống vĩnh phúc, sự sống đời đời và linh hồn dành cho những người tin nhận Ngài. Bởi vì hai sự sống đó được kết nối với nhau. Và khi Lazarơ tin nhận Chúa Giêsu, Martha, Mary tin nhận Chúa Giêsu thì sự sống đời đời của Chúa Giêsu Christ ở trong những người này. Đây, quay trở lại công thánh này, chúng ta nhìn đây là chứa đựng những cái lẽ thật cực kỳ quan trọng. Câu 25, câu 26: ta là sự sống lại và sự sống. Không phải là Chúa Giêsu có sự sống nhưng mà Chúa Giêsu là sự sống. Jesus doesn't have eternal life, Jesus is eternal life. Chúng ta thấy có sự khác nhau ạ. Chúa Giêsu không phải là có sự sống mà Chúa Giêsu là sự sống. Có nghĩa bản chất của Ngài là sự sống. Quý vị thấy không? Cây táo nó sẽ sinh ra trái gì? Trái táo. Cây cam nó sẽ sinh ra trái cam. Tại sao trồng cây cam nó lại sinh ra trái cam? Vì bản chất của nó là cây cam, cho nó phải sinh ra trái cam. Cho nên chúng ta khi có đức tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta có sự sống đời đời vì bản chất của Chúa chúng ta là sự sống. Ngài sống đời đời. Chúa Giêsu giáng sinh năm thứ nhất của công nguyên, nhưng mà Ngài tồn tại từ muôn thuở và Ngài còn đến muôn trời. Khi Kinh Thánh nói là ta là Alpha và Omega thì Ngài nói là gì? Ta có trước các người, và khi các người hết rồi, các người còn không còn nữa thì ta vẫn còn lại. Ta là khởi đầu và là kết thúc, chứ không phải là ta là bắt đầu từ một điểm và kết thúc ở một điểm. Khi nói Alpha và Omega, Alpha là ký tự đầu tiên của tiếng Hy Lạp và Omega là ký tự cuối cùng của tiếng Hy Lạp. Không có nói là ta có một khởi đầu và ta có một kết thúc, không phải như vậy. Mà ý Chúa nói rằng là trước khi mọi sự bắt đầu thì ta đã tồn tại ở cái cõi đầu tiên đấy, và khi mọi sự kết thúc thì ta vẫn còn tồn tại ở cái cõi cuối cùng đó. Ta là Alpha và Omega, trong tiếng Anh ngày nay là ta là A và Z. Còn khi mà chúng ta tin Chúa Jesus Christ là chúng ta kết nối với đấng muôn thuở. Có những cái danh từ để nói về Chúa Giêsu là đấng đời đời, đấng muôn thuở, đấng tự hữu và hằng hữu, tồn tại mãi mãi. Vì bản chất của Ngài là sự sống mà. Và bản chất của Ngài sự sống thì không có sự chết nào có thể cầm giữ được Ngài hết. Ba ngày Chúa Giêsu xuống dưới âm phủ thì địa ngục và âm phủ không thể cầm được Chúa Giêsu Christ, bởi vì bản chất của Ngài là sự sống. Thế này là cái quả trứng. Just think about the egg. Con gà nó sinh ra quả trứng, con vịt nó sinh ra quả trứng. Cái vỏ của nó cũng rất rắn, đúng không ạ? Nhưng mà khi cái con vật ở bên trong đấy nó đủ lớn rồi đấy, thì tự động cái quả trứng nó sẽ vỡ ra, nó sẽ vùng vẫy và không có một quả trứng nào có thể giữ, có cái vỏ là có thể giữ được nó ấy. Bởi vì nó có sự sống ở bên trong, với điều kiện là cái quả trứng nó được ấp, thì
cái con cái sự sống bên trong nó sẽ sản sinh ra. Rồi nó đây là hình ảnh tương tự nói về Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu là sự sống thì sao? Sự chết không thể nào cần gì cả. So when the egg is hatched by the chicken or the duck, even though the egg has the skin and the skin might be very tough, but the life inside can break the skin of the egg. That's a picture of the life of Jesus Christ. Bởi vì Chúa có sự sống cho nên ngôi mộ không thể nào giữ được Ngài, địa ngục không thể nào giữ được Ngài. Chúa Giêsu xuống dưới địa ngục bởi vì tại sao? Lúc đấy Ngài mang tội lỗi của cả nhân loại. Và chính vì Chúa Giêsu mang tội lỗi của cả nhân loại, Đức Chúa Trời phải quăng Ngài xuống địa ngục. Nhưng mà vì Ngài không có tội về bản chất cho nên đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Jesus has to go to hell not because of his own sin, but because he bare the human being's sin for 3 days. That's why God threw him into the hell. But after 3 days, God rose him from the dead. Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Câu kinh thánh này là câu kinh thánh Chúa Giêsu nói về ý nghĩa cả về thuộc thể đối với trường hợp của Lazarus, nhưng mà mang ý nghĩa thuộc linh đối với tất cả mỗi chúng ta. Đối với tất cả mỗi chúng ta là khi chúng ta tin Chúa Giêsu Christ thì đến một ngày Chúa sẽ đưa linh hồn chúng ta được sống lại. Amen. Chúa Giêsu hỏi Ma-thê, ngươi tin điều đó không? Và Chúa ngày nay cũng hỏi anh chị em, ngươi tin điều đó không? Anh chị em có tin rằng Chúa có thể khiến người chết sống lại không? Do you believe in him? Jesus asked Martha, do you believe in it? Do you believe in me? That I can raise people from death. Sau đó Chúa Giêsu đứng trước mộ. Ngài nói với xác chết rằng, hỡi Lazarus hãy bước ra. Và người chết đã nằm đó bao nhiêu ngày? 4 ngày. Lazarus lay there for 4 days. Cái thân xác này đã thối rữa rồi. Chúng ta tưởng tượng xem thân xác đã thối rữa ra rồi. Nếu mà mới chết, tim còn mới dừng hoạt động, các cái chức năng trong cơ thể nó vẫn còn có thể phục hồi được thì đó là bình thường, nhưng mà chết bốc mùi rồi. Có nghĩa là tất cả những cái bộ phận ở trong cơ thể đều không còn các khả năng nào theo cái phép thông thường nữa. Khi mà con người hoàn toàn bất năng thì lúc đấy là lúc Chúa bày tỏ khả năng của mình. Jesus stood in front of the tomb and he called Lazarus to come back to life. Chúa sẽ làm phép lạ, và phép lạ càng vinh hiển khi con người thấy sự bất năng của chính mình. Amen. Thi Thiên có một câu mà chúng ta vẫn hay hát cái bài hát là vì Chúa hay là các phép lạ lớn nào ngoài ra Chúa không hay. Đức Chúa Trời lớn hay làm phép lạ và Chúa thích làm phép lạ. Cái đây 1-2 chủ nhật thì tôi nhớ tôi chia sẻ cho quý vị câu chuyện một thầy tư Chúa ở Ấn Độ đã gọi cái chết sống lại, quý vị còn nhớ không? Ông Smith Wigglesworth là người Anh, ông ấy qua đời rồi. Và chức vụ của ông ấy nổi tiếng khắp trên thế giới vì gọi cái chết sống lại. Có những người được ơn cầu nguyện chữa bệnh, nhưng ông này được ơn gọi để chết sống lại. Quý vị tên trên bàn đánh tên của ông ấy, Smith Wigglesworth. Thế đấy, gọi người chết sống lại như là chuyện trong hoa cửa. Nhưng mà nếu Chúa Giêsu có thể gọi Lazarus sống lại thì môn đồ của Ngài cũng có thể gọi người chết sống lại. Amen. Buổi sáng hôm nay tôi chia sẻ rằng Chúa Giêsu cùng làm việc các môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo mà làm cho vững đạo. Ngày hôm nay Chúa Giêsu vẫn còn làm những cái phép lạ tương tự như này. Để
tôi nói với bà chị em là trong chức vụ của tôi đã cầu nguyện cho người mù được thấy, người điếc được nghe, nhưng chưa bao giờ tôi cầu nguyện cho người nào chết sống lại. Và hãy cầu nguyện để Hải Phòng sẽ có người chết sống lại. Và khi có người chết sống lại thì cả thành phố này sẽ đến với Chúa Jesus Christ. I have prayed for them to hear the blind to see, but I have never seen anybody who has been raised from the dead. So we pray that God will get miracle in our city and our nation to manifest God's power. Amen. Chúa Giêsu đấng sống hay bao giờ? Làm sao? Đức Chúa Giêsu Christ ngày hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không thể thay. In Hebrew, say that Jesus yesterday, today, and tomorrow is the same. He never change. Chúa Giêsu không bao giờ thay đổi hết. Cho những ai tin vào Ngài mà thôi. Only for those who believe in Him. Chỉ có đức tin mới có thể kết nối được với quyền năng siêu nhiên. Chỉ có đức tin mới có thể khiến cho một người được nhận được sự sống vĩnh phúc từ nơi Chúa, và cũng đức tin đấy khiến cho một người được sự chữa lành từ nơi Ngài. Amen. Chúng ta xem một câu kinh thánh. Giăng đoạn 1 câu số 12. Đây là một câu kinh thánh quen thuộc. In John chapter 1 verse 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban, nghĩa là ban, xin lỗi, nhưng ai nhận Ngài tức là tin vào danh Ngài thì Ngài ban cho quyền để trở nên cái gì ạ? Trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu 12, 13 chúng ta xem. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời. Câu số 13. Đó là những người được sinh ra không theo phép kế thừa. Phải không? Không được sinh ra bởi huyết thống, không được sinh ra bởi dục vọng xác thịt, không được sinh ra bởi ý người, nhưng được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Một người được trở thành con cái của Chúa, được gắn kết với sự sống của Chúa Giêsu bởi cái gì? Bởi đức tin. Bố mẹ theo Chúa, bố mẹ theo đạo, cứ đinh ninh rằng con của mình sinh ra tự động là có Chúa. Không phải. Nếu như đứa con đấy mà không có đức tin nơi Chúa Giêsu thì đứa con đấy cũng không được cứu, không được gắn kết với Chúa. Mỗi một người phải tự đặt đức tin mình vào Chúa Giêsu thì sự sống của Ngài mới chảy ở trong người đó. Còn cái nước nho chúng ta uống và cái bánh chúng ta ăn là gì? Nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. The cup and the bread is just a symbol of life of Jesus Christ. The reality is a spiritual things in it. So when we have faith in Jesus Christ, we are connected with Him, and God accepts us through the faith in Jesus Christ. Chỉ bởi đức tin chúng ta mới được chấp nhận. Amen. Và một người gắn kết với sự sống của Chúa Giêsu nhờ đức tin, không nhờ bất cứ một điều gì khác, không nhờ công tác tôn giáo, không qua hình thức của con người, nhưng mà đức tin đã kết nối một người với sự sống của Chúa Giêsu Christ. Cho ngày hôm nay anh chị em có đức tin nơi Chúa Giêsu, thứ nhất chúng ta biết rằng chúng ta với Chúa đã trở thành một. We and Jesus become one. Những gì Chúa Giêsu chúng ta có thì chúng ta cũng sẽ có. Sự sống mà Chúa Giêsu có, chúng ta cũng sẽ có. Cho nên cơ đốc nhân chúng ta không bao giờ sợ chết. Hallelujah. We are never afraid of death. Ta không bao giờ sợ sự chết, vì chúng ta biết rằng là sự sống ở đời này là quý, nhưng mà sự sống quý hơn là sự sống đời đời trên thiên đàng. Cho nên sự chết đối với cơ đốc nhân là điều rất nhẹ nhàng, là một niềm vui, vì chúng ta được thoát ra khỏi cái sự đau khổ trần thế này và được hưởng sự sống vĩnh hằng từ nơi Chúa. Và thứ hai là chúng ta biết rằng là chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền phép của Chúa khi chúng ta đang ở trên. Secondly, we can experience God's power manifested in us and through us in this age. Khi chúng ta có đức tin vào nơi Ngài. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu là đấng sống. Hãy nói với người bên cạnh, Chúa Giêsu là đấng sống. Jesus is alive.
và Ngài đang sống giữa vòng mỗi chúng ta. Amen. Chúa là đấng sống và đang sống giữa vòng mỗi một chúng ta. Quý vị nhớ một sáng hôm nay tôi chia sẻ lời Chúa. Khi Thomas nghi ngờ, nếu mà tôi phải sờ vào tay dấu đinh của Chúa thì tôi mới tin. Thì Chúa hiện ra giữa vòng các môn đồ và nói rằng: hỡi Thomas, hãy sờ vào đây. Hãy sờ vào đây. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Chúa là đấng sống. Nếu Ngài hiện ra giữa vòng các môn đồ đầu tiên thì Ngài có thể hiện ra giữa chúng ta. Amen. Hãy mong đợi những điều siêu nhiên từ nơi Chúa. Vì Chúa chúng ta, nếu mà đấng chết chúng ta không bao giờ mong đợi điều gì. Vì Chúa chúng ta là đấng sống mà. Trong cái buổi thờ phượng, không phải ở Việt Nam, trong cái buổi thờ phượng khoảng 3, có phải đến 500 người đang thờ phượng, mọi người đang hát thờ phượng Chúa, âm nhạc dừng lại hết rồi, tiếng nhạc ở đâu vẫn vong vọng và khóc cả cái vòng. Quý vị biết hết tiếng hát của mình. Âm nhạc dừng, mọi người dừng hát rồi, nhưng mà âm thanh vẫn vang vọng ở căn phòng đó. Chúa bày tỏ tin phép của Ngài. In a meeting about 500 people, when the music stopped and people stopped singing, but the sound of music still going on, that is the sound of angels singing for God. Chúa Giêsu của chúng ta rất thực đến nỗi thực hơn cả bất cứ những cái thần nào mà chúng ta từng nghĩ là ngày xưa chúng ta tin Chúa, chúng ta nghĩ là thiên. Quý vị đã ngày xưa chỉ tin Chúa, quý vị nghĩ cái tượng nào, cái đền nào, cái phủ nào, cái miếu nào thiêng phải không ạ? Thiêng. Quý vị, Chúa của chúng ta còn thiêng gấp ngàn lần. Thực sự là thiêng. Thế lực tà ma, thế lực tăm tối người ta nghĩ là thiêng, Chúa của chúng ta là thiêng thiêng nhiên luôn. Ngài hiện diện giữa vòng các môn đồ. Cái đây khoảng 3-4 năm tôi đi đến Myanmar, about 3 or 4 years ago when I went to Myanmar, Miền Điện. Và trong cái buổi đấy là một cái trung tâm cai nghiện. Bắt đầu tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho mọi người. Thì có một người được chữa lành khỏi điếc tai. Một bố, ông của cái vị mục sư ở đó. Sau đó thì một năm sau tôi quay trở lại. Thì có một anh đến gặp tôi, nói là sau khi mục sư về, tôi được chức lành một điếc tai. I went to Myanmar and I praised the grandfather, the pastor was healed from his ear. And a year later, when I come back, and another young man said to me, after you left, my ear was healed from that. Chúa của chúng ta rất sống và rất thiêng. Nếu nhà ai người ta khoe với chúng ta rằng là đèn này phủ kia, ông thầy này thầy kia rất thiêng, hay nói Chúa của tôi thiêng hơn mọi người. Cái đến đây Chúa tôi rất thiêng. Tôi còn nhớ một câu chuyện. Nhiều năm trước rồi, thì cái thời kỳ đó thì các cuộc thánh tự gia còn bắt bớ lắm. Câu chuyện này xảy ra ở miền Tây Nam Bộ. Đó là công an đến bắt bớ con thánh nhóm ở trên cát. Thế rồi quý vị biết sao không? Người chủ nhà bảo nhé, anh cứ lên đi, có vấn đề xảy ra tôi không chịu trách nhiệm. Quý vị thấy không? Không một người công an nào dám leo lên trên cát. Họ sợ lên đây chẳng may Chúa thiêng quá, chết ngay ở đấy thì sao? Chủ nhà là con nghe Chúa không? Đấy, anh cứ lên đi. Nhưng mà lên có sao tôi không chịu trách nhiệm nữa. Cuối cùng không công an nào dám lên. Chúa chúng ta thực sự thiêng và ông bà trẻ. Và là Kinh Thánh nói lời cầu nguyện của những cung bình thật là thiên. Chúng ta là người cung bình. Khi chúng ta cầu nguyện, lời cầu nguyện chúng ta rất là thiên. Rất là hiệu nghiệm.
Và nếu mà Chúa chữa lành gọi người chết, gọi Lazarus sống lại, Chúa có thể sử dụng chúng ta gọi người chết sống lại. Amen. Cảm ơn Chúa. Quyền năng của Chúa là quyền năng vô hạn. The power of Jesus is limitless. There's no limit in His power. And He can work in us and through us to manifest His unlimited power. Amen. Chúng ta hãy đọc lại câu kinh thánh này để xây dựng cho chúng ta một niềm tin vững chắc từ nơi Chúa, trong Giăng đoạn 11 câu số 25, 26. Chúng ta cùng nhau chúng đọc câu kinh thánh này, Giăng đoạn 11 câu 25, 26. Chúng ta cùng đọc. Đức Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin ta thì sẽ sống. Còn ai đang sống mà tin ta sẽ không bao giờ chết. Người tin đều sẽ sống. Ra cùng chúng đọc lại một lần nữa. Đức Chúa Giêsu nói với Ngài: Ta là sự sống, ta là sự sống. Ai tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai đang sống mà tin ta sẽ không bao giờ chết. Người tin đều sẽ sống. Trước khi kết thúc, tôi muốn kể thêm một câu chuyện cho quý vị. Chúa của chúng ta thiêng vô cùng là thiêng. Thì Chúa chúng ta cũng phải được chết. Tự nhiên tôi quên tên của một sư người Mỹ. Ông nói chuyện, ông bảo: Nhiều khi cơ đốc nhân còn không tin Chúa như bằng người ngoại đạo. Người ngoại đạo người ta còn có thể có sức tin nơi Chúa hơn cả cơ đốc nhân. Ông cả câu chuyện, ông cầu nguyện cho người tay mọc ra, quý vị ơi. Cầu nguyện cho người tay mọc ra trước mặt bao nhiêu người. Ông nói nếu như mà chúng ta không tin nổi thì mình không bằng những người ngoại đạo. Người ngoại đạo khi nói điều đó họ tin, nhưng nhiều người trong cuộc đánh không dám tin. Chúa của chúng ta vô cùng quyền năng và chẳng quyền năng Ngài là quyền năng vô hạn được. Ngài có thể làm tất cả những gì vượt quá những điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Chúa Giêsu khiến người chết sống lại, người chết sống lại làm việc gần như không thể nào. Chết 4 ngày không mùi được. Thế thì Chúa cũng có thể làm được rất nhiều việc làm. Quý vị nhớ ông Mark, ông Mark người Úc cách đây mấy năm đến ông đánh chúng ta. Tôi rất theo dõi Facebook của ông. Và một trong những lời làm chứng là kỳ diệu nhất là ông cầu nguyện cho một người béo phì giảm đi bao nhiêu cm nhỉ? 12 cân. Giảm đến 12 cân trong tích tắc. Ừ. 12 cân giảm trong tích tắc. Chúa làm được vô cùng. Và bản thân tôi đi cũng đưa ông Matt sang đi sang bên Quảng Ninh tổ chức buổi cầu nguyện chữa lành. Ông cầu nguyện cho một anh chàng người Thái, người Việt. Nhưng mà dân tộc Thái tâm nhất bẩm sinh được chữa lành đó ngay trong buổi đó. Ông bà chị em ơi, Chúa của chúng ta là rất thiêng. Hãy tin cậy vào nơi Việt Nam một ngày. Không một việc gì là không thể đối với Chúa hết. Chúa hỏi mà thì ngươi có tin không? Ngươi có tin được ông ta có thể khiến cho anh ngươi sống lại không? Đấy cũng là câu hỏi Chúa hỏi. Chúng ta không tin rằng Chúa có thể giải quyết những nan đề trong cuộc sống của chúng ta. Amen. Do you believe that God can do the things beyond human limitation? Amen. Chúng ta tin, có tin rằng là Chúa có thể làm những phép lạ lớn lao. Chúng ta có tin rằng Chúa có thể ban phước cho tương lai, cho cuộc đời, cho học từ chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta dám tin là hãy để thực giấy ở trong một cánh tiếp tục cầu nguyện cho hóa thiện. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ở bên Mỹ có một quyển kinh thánh dầu cứ chảy không dừng từ trong quyển kinh thánh. Và bây giờ quyển kinh thánh được lưu hành quát ban Mỹ để minh chứng cho quyển kinh thánh. Quyển kinh thánh cứ chảy ra và chảy ra dầu, sự cứ chảy ra dầu. Không một việc gì ở chỗ này là Chúa của chúng ta đang làm được. Amen. Các bạn hãy đặt tay cầu nguyện chữa lành. Tự đặt tay trên thân thể mình trong danh của Chúa Giêsu. Con được sức lành trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Amen.
mọi khó khăn của chúng ta công bố được giải quyết trong tay của Chúa. Amen. And Jesus made the impossible possible. Nothing is impossible. Amen. Amen. Chúng ta đứng dậy cầu nguyện.